thiên nhiên luôn hả? Hồ nó còn sống luôn kìa, còn tươi luôn kìa. Bán sao vậy chị? 25.000 được cái 120. 200.000 là 250.000 ký hả? Dạ, bán em nửa ký đi chị. Không, phải là đô con nuôi. Hả? Không, đô thiên nhiên chứ phải đô nuôi. À, bán nửa ký, có nhiêu đó nữa không? Không. À, ô quá trời luôn hả? Ô, bán em nửa ký đi. Rồi nửa ký cũng nhiều ha. Xin kính chào đến tất cả của chú anh chị và các bạn. Thì còn bây giờ là hơn 3 giờ rưỡi chiều. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Lê Tấn Quốc, thẳng hướng về đường Cộng Hòa Âu Cơ. Và chiều hôm nay mời anh chị và các bạn, chúng ta sẽ xuất phát từ con đường mang tên Lê Tấn Quốc này. Ở đây là phường 13 quận Tân Bình, ở đây gần với phi trường Tân Sơn Nhất. Đi lại xíu là ngã tư đường Lê Tấn Quốc và bên kia là Tân Kỳ Tân Quý. Và chiều nay thì anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi một dọc con đường Tân Kỳ Tân Quý để xem con đường Tân Kỳ Tân Quý ngày nay nó như thế nào ha. Và vào những ngày bán đồ cúng thì cá lóc nướng được trưng bày, được bày bán rất là nhiều và người mua đó đông nghẹt. Không biết ngày thường thì ra sao ha. Hôm nay chúng ta cùng đi khám phá con đường Lê Tấn Quốc này. Cũng rất là yên tĩnh, xe cộ không có nhiều, nhà đây mát mẻ, rộng rãi. Rồi chúng ta qua đường nha. Đây là giao lộ Cộng Hòa nè, quẹo phải thì đi về quận 12 á, quẹo trái thì ra phi trường. Ở đây lúc nào cũng nghe tiếng máy bay cất cánh hoặc là hạ cánh. Ở đây là con đường Tân Kỳ Tân Quý. Con đường này cũng em thấy cũng có mấy cửa hàng bán xe máy, rồi bán những cái nồi inox, cái bếp inox, bếp điện rồi đó. Ngày nay người ta nấu phở rồi nấu những cái nồi nấu nước lèo á, ở đây cũng rất là nhiều cơ sở sản xuất luôn. Ở đây có cái hẻm, kế bên hẻm là cái nhà bỏ quan người ta. Chạy ở đây thử. Đó, cái nhà bự ra. Đây nằm ngay góc hẻm. Ồ, nhà bự quá mà bỏ uổng vậy trời. Ngày nay không có hoạt động gì hết luôn. Ở bên trong một đống đồ đổ nát. Giường bố, ghế bố, giọng xếp. Nhà có tầng hầm đồ luôn á. Đây là cái hẻm số 596 đường Trường Chinh. Ồ, hẻm này thông ra Trường Chinh được luôn á. Ồ, đây có những căn nhà rất là lớn luôn á chồng. Dinh thự luôn. Đó, chúng ta quành trở lại đi. Đi hồi lạc đường luôn. Đó. Đây là hẻm số 2 đường Bào Bàng, phường 13 quận Tân Bình. Đó, rồi thôi thôi quay trở lại. Đó, đi vòng vòng con đường Tân Kỳ Tân Quý này có gì lạ lạ không? Đó, nếu mà ngày xưa của chú anh chị chúng ta ở khu vực này thì chắc có lẽ biết con đường mang tên Tân Kỳ Tân Quý này. Một căn nhà ở đây bự thiệt, có rất là lâu rồi ha. Cái kiểu cái khung gắn máy lạnh kiểu ngày xưa đó, máy lạnh vuông vuông, cục nóng cục lạnh được tích hợp. Đây là số 14 bên kia đường, bên trái là số 31, bên trái là số lẻ ha. Con đường Tân Kỳ Tân Quý này thì có cái shop của anh Nam Việt ở Long An đó, bên phải nè, 52A Tân Kỳ Tân Quý nè. Shop bán đồ dụng
cụ y tế rồi bán cá khô rồi đó. À, đây là giao lộ Trường Chinh, quẹo trái là tới chợ Bà Quẹo nè, rồi phải là ra Cộng Hòa. Rồi ta đi vô con đường Tân Kỳ Tân Quý, ở cái đoạn này là tới đoạn bán cá lóc nướng rồi đó. À, lần đầu tiên em đi từ đầu đường tới cuối đường Tân Kỳ Tân Quý, mỗi khi thì đi tới đây chỉ xem một đoạn bán cá lóc nướng thôi. Nhưng mà hôm nay sẵn tiện đi tới khu Tân Bình này rồi cùng khám phá từ đầu đường tới cuối đường luôn ha. Đó, cá lóc nướng quá trời luôn nè. Ngày thường thì không có nhiều bằng những ngày như là ngày mùng 10 á. Mùng 10 cúng thần tài thổ địa rồi đó. Gà nướng đất sét. Đó, cá lóc nướng. Đó, ngày đó là hàng triệu con cá lóc. Bị đập đầu. Tới đây là nghe một cái mùi đặc trưng luôn ha, mùi cá lóc nướng thơm lừng, đặc biệt cá lóc mà nướng nướng rơm á, nướng ở quê đó, nướng chui đó, thì nó càng thơm hơn nữa, càng hấp dẫn hơn nữa. Ông ta thấy cái mùi khói nướng cá lóc bay. Hấp dẫn à. Nhưng mà những con cá này là cá nuôi thôi. Nó bở, thịt nó bở, nó không có săn chắc như là cá thiên nhiên. Mà ngày nay thiên nhiên đâu mà còn. Có người ta thả cá phóng sinh đó. Ở trên thả, ở dưới có người vớt, thiệt tình luôn. Ở ngoài bán cá thì còn có bán thịt nữa nè. Thấy thịt bò, thịt heo, gân bò, nhìn thấy hấp dẫn ha. Cà ri ủ muối nguyên con, nhiều món ăn lạ lão ha. Cà ri ở gà ri ủ muối. Ở đây ngã ba đường Lê Trọng Tấn phía bên phải, đường Lê Trọng Tấn đi ra khu khu gì ta, Bình Hưng Hòa hả? Tiện quên cái địa danh này rồi, chị đợi một xíu nha. Tiện Lê Trọng Tấn, quẹo Lê Trọng Tấn là tới khu siêu thị Almon Tân Phú, đúng là Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa cách cắt ngang cái bởi con đường quốc lộ 1, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B đó. Con đường này trời chiều mát mẻ ha. Hôm nay thời tiết cũng đỡ dịu, không có nắng lắm, do là có vài cơn mưa. Đi con đường này chúng ta thấy giống như là đi tới một cái khu mà chuyên bán ẩm thực đủ món hết trơn á, nhưng mà chuyên là món nướng. Giống như tới đây là cái làng nướng vậy đó, làng cá lóc nướng, làng gà nướng. Đây thấy chú bán kem, lâu lắm rồi mới
Mới thấy xe kem này nè, xe kem gợi nhớ tuổi thơ, kem ống, kem chuối, kem ly, kem tràng tiền, kem bánh mì, đủ loại kem hết trơn. Ở đây thuộc phường Tân Sơn Nhì, con đường này bán nhiều đồ ăn thiệt, có bánh xèo miền Trung nữa. Và khu vực này hầu như là người Bắc là nhiều quá. Ta vô đây lập nghiệp ha, người ta buôn bán đủ thứ hết trơn, buôn bán đồ ăn rồi buôn bán gì, quần áo cũ, bán điện thoại. Ở đây nhiều phòng trọ cho thuê. Ở đây cho thuê phòng trọ nè, có gác lửng luôn. Ở cái nhà rất là lớn, nhưng mà người ta xây lên rồi người ta ngăn phòng ra. Quá trời cao luôn. Đây mà sao che đậy tùm lum hết trơn, nhìn thấy hơi là kỳ kỳ, nó không có gọn gàng. Ngay đây là ngã ba đường Nguyễn Quý Anh. Phần là ủa lương đồng sao mà 160 ta, bữa mình mua lương đồng là đó là 200.000 rồi mà, ủa lương nuôi là 200.000 rồi mà lương đồng sao có 160 được. Ở đây đa phần là khu công nhân, khu xóm lao động đó, nên thành ra bán đồ ở đây cũng tương đối là rẻ, đồ gia dụng rồi đồ cơ khí, rồi bán đồ ăn, cơm, quần áo, như ở đâu cũng có chợ, xóm nào cũng có nhà trọ. Khu này thuộc quận Tân Phú, Tân Phú giáp với Tân Bình. Đây có quán bánh xèo miền Trung nè. Nhìn thấy bánh xèo hấp dẫn không? Bánh xèo cái nào cũng nhỏ, mới chừng một bàn tay thôi. Tới đây thấy rộng rãi ha. Bên trái là chung cư từ gia đình. Chung cư này lớn quá. Mà chung cư này nhìn thấy cũng khang trang á, cũng đẹp á. Tuy là không có cao lắm, nhưng mà ông thấy cái khuôn viên nó có gì nó cũng khác biệt so với các khu chung cư khác. Ở đây có vườn cây rồi, nhìn thấy cũng xanh mát, đỡ hơn các chung cư mà mình thấy còn toàn là tòa nhà không, mình thấy ngợp ha. Chỗ này sửa xe quá trời tìm sửa xe luôn. Ở đây bán gì đây, cốc, mít, tú nữ, khoai, đậu phộng. Mơ không có tương 15 ngàn. Bơ 034 15.000 ký.
quán nhậu lớn quá hả? À, đây quán buffet lẩu nướng hải sản 179.000. Alibaba, hệ thống nhà hàng Alibaba. Trời, nghe tên Alibaba là thấy ám ảnh. Nếu mà ai có đầu tư đất đai rồi đó, đó một cái hệ thống bán rất là nhiều những cái miếng đất, những cái nền đất mà ngày nay những ai đầu tư mất trắng bởi những người thực thi hệ thống Alibaba ngày nay đã vướng vào vòng lao lý rồi, vào những mảnh đất ngày xưa khi mà người ta đầu tư mua thì không biết có được hợp thức hóa không, không được là thua luôn. Đó, đây ngã ba đường Cầu Xéo. Đây những con đường mang tên lạ lạ, lần đầu tiên em đi cái đoạn này luôn đó. Đường Tân Kỳ, Tân Quý. Ồ, tép đồng, tôm đồng. Tép thiên nhiên luôn hả? Ồ, nó còn sống luôn kìa, còn tươi luôn kìa. Bán sao vậy chị? 25.000 trăm, được em lấy 120. 200.000 là 250.000 ký hả? Dạ, bán em nửa ký đi chị. Không, phải là đô 30. Hả? Không, đô thiên nhiên chứ phải đô 30. À, bán nửa ký, có nhiêu đó thôi không? Không. À, ô quá trời luôn hả? Không, bán em nửa ký đi. Rồi, nửa ký cũng nhiều ha. Có đá không? Có để đá không? Về nhà chết không ta? Chắc đi cả tiếng nữa mới về đó. Được phải không? Cái này không sợ đâu, để đó không có ấy đâu. Này là món gì ăn ngon chị? Về giam 120. Cảm ơn chị. Hồ bắp. Rồi chị bán con tép nhìn thấy hấp dẫn ha, con tép sông á, nó không có nhỏ mà cũng không có lớn lắm, cỡ ngón tay út mà. 250.000 một ký, nửa ký là 120.000. Mua nửa ký về chiều cho chị làm cái món ram hoặc là nấu canh hoặc là luộc cuốn với bánh tráng rau sống cũng ngon. Đi con đường này vui vui ha, nhiều cái để mua ha. Ủa, chị có nguyên một cái với một cái rổ tép luôn. Em tưởng đâu là có mấy con thôi. Nó có nguyên một cái rổ bự. Đã dễ sợ. Đâu mà ngày nào cũng có ta. Đây là bên trái đường Lê Liễu. Ở khu vực này những con đường mang tên họ Lê nhiều lắm. Đi con đường này cảm thấy nhộn nhịp ha, đặc biệt là cái món hàng nổi trội, ngành hàng nổi trội là ngành hàng ăn uống, bán nước rồi bán trái cây rồi bán cá, bán tôm, bán thịt, bán đủ thứ hết trơn, rau cải. Đây tới ngã tư bốn xã luôn. Đi con đường này cảm thấy thích chứ, mặc dù nó xa trung tâm Sài Gòn nhưng mà cũng không thiếu thứ gì hết. Ở sau đây nhìn thấy khối giống như là khối Lam Chiều vậy. Ở đây là giao lộ đường D2 với lại đường Tân Quý.
bên trái là đường Tân Quý, bên phải là đường D2. Đi tới cuối đường là Mã Lò. Nhưng mà nãy giờ chưa thấy tới Mã Lò, chắc là còn dài ha. Đường này tính ra dài thiệt. Quên mua con tôm này đồng ăn chắc không được, tại vì nó không quen nhai cái vỏ đó. Con nít giờ khó ăn lắm, không phải như hồi xưa. Hồi xưa không có ăn cỡ nào cũng ăn được, giờ ăn cá sợ mắc xương, ăn tôm thì nhai không quen, nhai không kỹ, nuốt bị vướng cổ. Ồ, đi ngang cái quán má heo nướng mình thấy hấp dẫn à, nhưng mà cái món đó ăn thì nó cũng hơi không quen. Ở đây có ngã tư đường Dương Văn Dương. Những cái quán má heo nướng đó có mấy hình của các bạn YouTuber cũng quảng cáo dữ lắm ở cái quán đó. Đây là số 571 đường Tân Kỳ Tân Quý phía bên trái, ở bên phải là số 488. Ở đây có nhiều nhà xưởng, con đường này cũng dài dữ. Lâu lâu đi vòng vòng chia sẻ anh chị và các bạn những cái khu mà trước giờ 15 TV cũng chưa có từng đi. Ngay chỗ này là hẻm gì mà lớn dữ vậy, hẻm 613, rồi hẻm mà có ngã tư luôn mới ghê chứ, hẻm mà có đèn đỏ luôn. Hẻm rồi mới tới đường Bình Long, tưởng đâu hẻm 613 chứ. Đây là ngã tư đường Bình Long nè, bên phải là Hương Lộ 3, bên trái là đường Bình Long. Hương Lộ 3 chỗ này là đang làm đường. Con 33 100.000. Ồ, con này cây cối đồ nhiều thiệt, nhìn thấy rộng rãi quá, thiên nhiên quá trời, mảng xanh ở đây quá trời, mảng xanh nhưng mà xanh tự nhiên chứ không phải là xanh công viên. Rừng cây tùm. Ồ, bán quần áo kìa, quần áo cũ ha. Rồi, đây là trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa là đây đó ha. Cái chỗ này là thời điểm lúc dịch đó. Chỗ này cũng ghê gớm, nghe nói là nổi da gà. Thời điểm đó người ta không qua khỏi trong cái đợt Covid ấy. Quá trời luôn, các bạn chất đóng container nhóc luôn. Một bên phải là khu nghĩa trang, bên trái bên phải luôn. Wow.
cái dự án mà nó là treo cũng rất là nhiều năm rồi, không có động tĩnh gì hết. Đường này cũng còn là đường Tân Kỳ Tân Quý luôn nè. Khu này đi khu này nhìn thấy nó hơi là lạnh lạnh ha, thì nhìn thấy cảnh cái nghĩa địa rất là lớn mà ngày nay nghĩa địa thì không ra nghĩa địa, mà giải tỏa thì không ra giải tỏa, nó càng rừng rậm, nó càng âm u, không được những ngôi mộ không được chăm sóc, không được đốt nhang, hay là người thân cũng không có thăm nom gì, không biết chủ nhân giờ nơi đâu, người thân giờ nơi đâu. Đúng là con đường này có một đoạn nhìn thấy ăn uống đông vui đông đúc, qua bên đây cái nhìn thấy nó lạnh lạnh liền, da gà nổi lên liền, không biết vì sao. Chắc có lẽ là khu đi ngang khu nghĩa địa. Ồ, con đường này tính ra dài thiệt ha. Ở đây là phường Bình Hưng Hòa A nè. Ở đây là phường Bình Hưng Hòa A. Ở đây đang cũng chuẩn bị làm đường mở rộng ra nè. Chúng ta thấy ở đây công trình cũng đang ngổn ngang. Ở đây dây điện đồ cũng chằng chịt như là hình ảnh của Sài Gòn năm 1900, thập niên 90 nữa. Thập niên 90, 2000. Những cây trụ điện. Đây là giao lộ gì đây? Giao lộ kênh nước đen. Kênh nước đen. Wow, con đường này dài thiệt. Bên phải có giáo xứ Bình Thuận nè. Tới đây như là cũng thấy sáng sáng lên rồi đó. Bên trái là đường Gò Xoài. Gò Xoài như đi thẳng ra Hương Lộ 2 rồi ha. Nghe tên quen quen. Hương Lộ 2 rồi ra gì? Ngã tư bốn xã. Ồ, cái clip này cũng khá là dài á. Hôm nay mời chị và các bạn chúng ta đi hơi là xa. Lỡ rồi đi cho hết đoạn đường cho trọn vẹn. Chứ thôi là cũng hơi khó hiểu ha. Lại lỡ có nhiều của chú anh chị ngày xưa ở khu xóm cuối đường gần với Mã Lò thì sao? Ngày nay chúng ta lại có dịp nhìn lại con đường Tân Kỳ Tân Quý này, đi ngang nhiều cái đoạn làm chúng ta có nhiều cái cung bậc cảm xúc. Những xe bán hàng rong, bán trái cây. Khu xóm đây nhìn thấy sáng sủa nè.
đa phần những cái đường hẻm ở đây thì đường mòn không à, có một số thì đường đổ bê tông, có một số thì đường đá. Ở đây nhà cửa cũng khang trang chứ hả, cũng đẹp á. Ồ, ta đây là giao lộ, lộ gì đây? À, ta đây giao lộ đường Tân Kỳ Tân Quý lại Mã Lò rồi. Ờ, quẹo phải là Tân Kỳ Tân Quý, quẹo trái là hướng ra Mã Lò. Rồi thôi, chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Một vài hình ảnh ở đường Tân Kỳ Tân Quý này chia sẻ anh chị và các bạn. Hy vọng hôm qua hình ảnh này chúng ta cũng thấy được khu xóm cũng như con đường Tân Kỳ Tân Quý ngày hôm nay nó như thế nào ha, có khác lạ ra sao so với ký ức ngày xưa. Một lần nữa cảm ơn đến tất cả của chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Năm TV. Nhân đây xin kính chúc tất cả của chú anh chị lúc nào cũng an lành hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.